Rồi, tiếp tục với những cái món chay ngon đơn giản dễ làm. Thì hôm nay Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món chay quen thuộc đơn giản nhưng mà nó rất là ngon nha. Mấy dịp ăn chay á, mình thiếu món này á, là cũng ổn lắm. Đó, thì cái cách mà chiên sườn non chay giòn thơm, quý vị xem nè. Đó, nó giòn khấu ha. Mình ăn vô cái là bỏ vô miệng một cái nữa, nó thơm thơm mà nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là bắt luôn á. Người ăn chay mà không biết món này là tiếc lắm á nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm. Cái này là sườn non chay. Sườn non chay thường mua về cái dạng khô ấy vậy. Mình đem đi, mình chế biến á, là trước tiên chúng ta phải đem đi mình ngâm nước ha. Ngâm nước thì ngâm khoảng 30 phút. Đó, mình phương thường ngâm khoảng 30 phút nha. Rồi giờ mình chủ yếu là phải cho nó ngập hết hết cái phần sườn non chay này nè. Rồi sau khoảng 30 phút á thì mình sẽ lấy cái miếng sườn non chay này lên mình kiểm tra nha. Đó, mình kiểm tra nè, xung quanh cái miếng sườn non á nó phải mềm hết nha. Cái phần nào cứng cứng là chưa được á, là bởi vì mình lưu ý á, là mình phải ngâm cho nó ngập nước hết để sườn non chay nó mềm đều gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ ép ha. Dắt mạnh tay quá thì nó sẽ bị nát không ngon, mình ép gì nè, nó cho nó chặt tay cho nó ráo nước nó. Rồi Quỳnh Phương đẩy nó qua một bên vậy đó để cho nó chảy nước bớt nữa, để cho nó ráo thì là ráo nước. Rồi sau đó thì để cái miếng sườn mình chiên á nó ngon, nó tránh nó ít bị mềm á, thì một miếng sườn vậy nè Quỳnh Phương sẽ cắt nó làm đôi, cắt thành nó mỏng vậy nè, lát mình chiên á để vô miệng luôn là nó giòn tan luôn quý vị. Nó không tin thì quý vị thử nha. Rồi bây giờ mình cắt làm hai hết chú Quỳnh Phương đó, 4 miếng là mình được 8 miếng á nha, cũng được dĩa rồi, gia đình mình ăn rồi cũng được rồi đó quý vị. Tiếp theo là sả, sả cộng chủ yếu mình sử dụng cái củ sả nè. Đó, cái củ sả chọn củ sả to to mập mập xíu, tại vì lát mình dùng cái phần củ này không à, cái phần lá thì mình dùng cho món khác nha. Rồi bây giờ là mình phải bào ra, bào nó sẽ mỏng hơn đó, mình làm món này nó sẽ khi mình chế biến nó sẽ nhanh và nó ngon với nó đều hơn đó quý vị. Nên mình phương sẽ bào ra, bào bằng dao hai lưỡi ha, bào hết cái phần củ nè. Khi nào bào không được nữa là thôi. Rồi nó được nhiêu rồi nè, nhiêu cũng đủ rồi đó. Rồi mình để riêng cái phần này bên nha. Tiếp theo là quý vị cũng chuẩn bị cho mình cái phần tiêu đó, tiêu xanh nha. Cái này khoảng 12 gram nè, nãy Quỳnh Phương cân thử 12 gram. Thì chủ yếu là nếu mà tiêu dài dài mình sử dụng hai nhánh là được rồi đó. Phần nửa thì mình tách hạt ra để mình chế biến, còn phần nữa thì Quỳnh Phương sẽ để trang trí á, để lên cho cái món ăn mình nhìn nó hấp dẫn. Rồi sau khi mà ấy tiêu xong rồi, giờ mình bắt cái chảo dầu lên để sườn non chay này nè mình chiên á nó giòn, nó không có bị mềm, thì chúng ta nên chiên ngập dầu nha. Nếu mà chiên mà ít ít dầu á, tích dầu thì mình chiên nó mềm á, tại vì dầu nó rút vô cái miếng sườn non rồi nó không có được giòn quý vị, nó mềm mềm ăn không có ngon. Nó chiên gì mà nó ít cút dầu á với nó vàng nó giòn lắm. Rồi mà khi mà dầu sôi lên á thì mình sẽ chiên với cái lửa nhỏ nhỏ, trung bình nhỏ, dưới dưới trung bình xíu, chiên từ từ đến khi nào thấy cái miếng sườn nó vàng. Mà lúc chiên á thì nhớ là đảo hết hai bề ha. Đó, rồi còn 2 miếng Quỳnh Phương để vô luôn, nãy nó bây giờ nó nhỏ nhỏ lại xíu nè, để vừa nãy thấy để giáp cái chảo hết rồi, nên 2 miếng này mình để vô sau. Nhớ là lúc chiên là chở bề liên tục nha, chở cho nó đều hết hai mặt. Mình gờ lên cái miếng sườn non này nè, dùng đũa mình ăn ăn lên thấy nó mềm nữa chưa được nha. Đó, một lát đó, mình cứ đảo liên tục để lửa nhỏ nhỏ vừa vừa đó, để tránh lửa lớn quá mình chiên nó chưa có giòn hung mà nó lại bị cháy á.
Rồi mình ấn nhẹ lên cái nè, thấy nó giòn nè, đó nó vàng hai mặt nè, ấn ấn nhẹ nhẹ lên nè, thấy nó giòn giòn vậy đó là được rồi đó. Mình lát mình đem ra ngoài là nó giòn hơn nữa nha. Rồi giờ mình để mình gấp ra được rồi đó. Rồi giờ Quỳnh Phương sẽ gấp ra ha. Có nhiều cô chú mà chiên không giòn á, vì mình nên chiên từ từ thôi, mà chiên ngập dầu nha thì nó sẽ giòn thôi à. Nó để mình thử cái miếng á, miếng khi nào thấy nó giòn hãy lấy ra. Rồi sau khi mà chiên cái phần sườn non chay xong rồi, giờ mình sẽ bắt đầu mình phi cái phần sả. Đó, sả này thì mình sẽ phi với lửa nhỏ nha. Nó mình phi mình để lửa nhỏ từ từ á cho sả này nó vàng lên là được. Tránh để lửa lớn nha, để lửa lớn nó cháy mà mình làm không có kịp á. Để lửa nhỏ nhỏ cho nó vàng từ từ thôi. Trong lúc mà đợi sả nó vàng thì mình sẽ đập nát nát cái phần tiêu xanh này nè. Rồi bây giờ á là sả nó cũng vàng rồi nè, nhớ là mình phải canh nha, nó lo mà làm tiêu xanh không là không, nhìn qua là nó cháy là uổng lắm á. Rồi xong xong rồi, giờ thấy nó vàng rồi đó, giờ mình lấy ra nè, nhìn giống y chà bông hết quý vị. Mình để đây nè cho nó rút dầu bớt á, chứ mình cũng bỏ dầu, mình lại để dầu ra bớt ha, mình chừa lại khoảng khoảng 2 muỗng canh là được rồi, 2 muỗng canh dầu ha. Rồi bây giờ thì pha cái phần nước để mình rang nè. Mình sẽ cho đây là 2 muỗng nước mắm chay nha. Rồi tiếp theo 1 muỗng nước. Rồi sau đó là đường 1 muỗng. Tiếp theo là khoảng một xíu bột ngọt thôi nha. Xíu xíu bột ngọt được rồi. Rồi giờ có thời gian thì mình chịu khó mình đánh cho nó tan cái phần gia vị này ra nè. Thỉnh thoảng lát mình để lên chảo mình đánh cũng được nha. Giờ khó đánh giờ trước đi. Rồi nó vẫn chưa tan hết. Giờ chảo nó cũng nóng nè. Mình cho tiêu vô, mình rang luôn. Mình không dùng tiêu này, mình dùng tiêu đen cũng được nữa. Rồi, cho cái phần gia vị này vô để mình rang ha. Cái món này là sườn non chay rang tiêu sả quý vị. Đó, mình cứ đảo đều để cho đường nó tan ra và cái phần sốt này nó sôi lên ha. Để lửa nhỏ nhỏ thôi quý vị. Để lửa nhỏ thôi, làm để tránh nó bị cháy. Rồi bây giờ nó sôi lên rồi nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho cái phần sườn non chay lên. Cho vô là mình đảo liền nha. Đó, cho nó phủ hết một lớp ở bên ngoài cái miếng sườn non chay nè. Đó, mình nhanh tay ha. Đó, để khoảng 1 phút là mình tắt tắt lửa liền. Cái chảo nó còn nóng chút xíu nữa là được rồi đó. Rồi cứ đảo đều rồi cho thêm cái phần sả lên. Và nhớ là chừa lên một ít nha quý vị. Hoặc là một lát mình đem ra dĩa rồi mình cho cái phần sả lên trên cũng được nữa. Nhìn nó giống như chà bông á, hấp dẫn lắm. Rồi, đảo đều. Giờ là đem ra dĩa được rồi đó. Nhớ nhìn tay nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái món sườn non chay rang tiêu sả thơm ngon hấp dẫn á quý vị. Mình phân chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.